Thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng tôi đã thông tin thì sâu keo mùa thu, một loại sâu vô cùng nguy hại đã chính thức được xác nhận là đã xuất hiện và gây hại ở Việt Nam. Và trước tình hình này thì ngành nông nghiệp Việt Nam sẽ phải đối phó khẩn cấp ra sao? Phóng viên của kênh VTC16 đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quý Dương là Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Rất cảm ơn ông đã dành thời gian cho kênh VTC16 ạ. Thưa ông, là hiện nay ở Việt Nam thì 15 tỉnh đã ghi nhận là có loài sâu lạ xuất hiện và gây hại. Và Cục Bảo vệ Thực vật mình thì mới đây cũng đã gửi mẫu tới Trung tâm Sinh học Nông nghiệp Quốc tế Kabi. Vậy thì kết quả mà đơn vị này gửi lại cho Việt Nam thì khẳng định đó là loài sâu nào ạ? Trung tâm Sinh học Nông nghiệp Quốc tế, gọi tắt là Kabi ấy, thì đã khẳng định cái loài, cái mẫu mà sâu của chúng ta thu được trên ngô ấy là loài sâu keo mùa thu. Vậy thì những nguy cơ đối với lại nền nông nghiệp và trồng trọt của nước ta là như thế nào ạ? Thì hiện nay thì với các nước ấy mà sâu keo mùa thu tấn công ấy, thì theo cái thông tin của chúng tôi được biết ấy, thì nó có thể gây hại năng suất đến 50% năng suất của trên ngô, thì chủ yếu là nó gây hại là trên ngô. Loài sâu keo mùa thu này thì nó cũng là gây hại trên các cây mùa lá mầm, như ông nói là trong đó có cây lúa. Vậy thì đây có phải là một cái rào cản hoặc là một cái hạn chế đối với mình khi mà tiến hành xuất khẩu các sản phẩm đi? Vì nó là cái đối tượng lây lan chủ yếu là thông qua các cái con đường là tự nhiên, tức là nó có thể di cư theo gió. Thế chính vì vậy là khi nó đã xuất hiện theo con đường lây lan tự nhiên ấy, thì thường người ta sẽ không đưa vào nó là đối tượng kiểm dịch thực vật. Mà khi không phải là đối tượng kiểm dịch thực vật ấy, thì người ta sẽ không cản trở trên cái hàng xuất khẩu của Việt Nam đi các nước. Chính vì vậy nó cũng sẽ không có ảnh hưởng gì đến cái việc xuất khẩu cái hàng hóa của Việt Nam ra các nước. Vậy thì đối với lại kết quả là khẳng định đó là sâu keo mùa thu, một loại vô cùng nguy hại, thì Cục Bảo vệ Thực vật mình đã có những giải pháp hành động ngay lập tức là như thế nào ạ? Thì thứ nhất là chúng tôi đã có văn bản và chỉ đạo 63 tỉnh thành, thứ nhất là điều tra, thu thập mẫu và gửi về cho Cục Bảo vệ Thực vật. Trước mắt ấy, thì chúng tôi hiện nay đã chuẩn bị tất cả các tài liệu liên quan đến sâu keo mùa thu để tập huấn cho toàn bộ các hệ thống về cán bộ từ trồng trọt đến bảo vệ thực vật đến khuyến nông ở 63 tỉnh thành cũng như hệ thống của Cục Bảo vệ Thực vật. Cái thứ hai ấy, là chúng tôi cũng tìm hiểu các cái thuốc bảo vệ thực vật, các cái hoạt chất, bởi vì hiện nay ấy, là đây là một cái loài mới, chưa hề có một cái hoạt chất nào được đăng ký ở Việt Nam. Loài sâu keo mùa thu thì chúng sinh trưởng phát triển rất tốt trong điều kiện nhiệt độ cao, và sắp tới đây thì cũng là điều kiện rất lý tưởng cho loài sâu này sinh trưởng và phát triển. Vậy thì ông có khuyến cáo nào đối với người dân cũng như là cơ quan nông nghiệp ở các địa phương ạ? Thì cái việc đầu tiên là người ta phải tham gia vào các cái lớp tập huấn để nhận biết được đúng đây là cái loài sâu keo mùa thu gây hại trên ngô. Cái thứ hai là nắm được các cái biện pháp cũng như cái quy trình phòng trừ tổng hợp loài sâu hại này, đặc biệt là cái việc phòng trừ theo cái khuyến cáo của FAO hiện nay là áp dụng biện pháp quản lý trị hại tổng hợp IPM. Rất cảm ơn ông với những thông tin mà ông đã chia sẻ cho chương trình ạ.